Đây là cái Vui mừng phi chào 2 đón tỷ quý rưỡi vị các và bạn. các bạn đã đến với Nguyễn Đạo Vlog. Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Các bạn có thể chiêm ngưỡng cây phi 2 tỷ rưỡi. Đây là vườn phi của gia đình. Tôi sẽ quay cận cảnh cái gốc cây để mọi người thấy. Cái gốc cây này nó có đường kính vào khoảng 2 mét. Đấy, và chiều cao khoảng hơn 3 mét một tí. Bán 2 tỷ rưỡi rồi, có khách đã đặt tiền xong rồi và đang chờ để cậu cậu đến để cậu đi Đem về Nam Định. vòng quanh cây ghê này xem bộ rễ của nó. Đây các bạn vào tận nơi để xem nó cù kịt như thế nào. Rất đẹp các bạn ạ. Nguyên cái mé bên này rễ thì nó ra khoảng 3 mét. Để tôi sang mé bên kia tiếp tục. Không ngờ là giá si bây giờ lại đắt đến như thế. Một kia là gia đình của ông chủ vườn cây cảnh. Đây một gốc khế cũng rất là to. Đây cây khế này cái gốc của nó cũng phải có đường kính gần 1 mét. Chủ nhà vừa giới thiệu cây phi này đã bán cho người ta tới đây 300 triệu đây. Một cái gốc phi này. Thế còn cái cây đào này thì không biết là giá trị nó bao nhiêu. Nhưng mà đường kính gốc của nó 6-70 cm. Đấy. Mà có hang động rất là đẹp. Hình như một con rồng. Đây, tôi quay từ xa để các bạn có thể nhìn rõ. Đấy, cây đào. Rất đẹp. Tiếp đây là những cây phi của gia đình. Tuy không nhiều cây ở đây nhưng mà toàn những cây có giá cả, rất đẹp. Cây rất cổ thụ. Nhà có nhiều cây rất đẹp. Cây phi này cũng thế. Tán rất rộng mà. Vì tôi không phải là người chơi cây cảnh nên tôi không hiểu được dáng của cây. Nhưng mà nhìn dáng thế thì đẹp lắm. Đấy. Tiếp đây là một cây nữa cũng đang tạo thế đây. Cây này cũng rất đẹp. Đấy. Nói chung ở đây toàn những cây khủng cả. Đấy. Đây cũng một cây gốc phi đang tạo đây. Rất đẹp. Nhà vẫn giữ được cái bộ này cơ à? Quá giỏi. Còn rất trẻ nhưng mà cũng rất là chịu chơi. Hội doanh nghiệp Yên Sơn. Cho đi chơi chả được chơi, nó bảo làm cho ngủ rồi mà.